Xin chào, hôm nay tôi lại phải nghiêm túc nói chuyện với các bạn nữa rồi. Hằng ngày Piu chỉ muốn vui vẻ cùng trẻ nhỏ sống một cuộc đời an lạc, nhưng mà không thể được. Gia đình Piu lại tiếp tục cứu hai bé bọc trong tình trạng thập tử nhất sinh. Các bạn nhìn thử xem, tứ chi của các bé bọc này có khác gì con người chúng ta không? Mà tại sao lại phải phá rừng, giết cha, giết mẹ của bé, rồi bắt bán làm thú cưng? Để rồi Piu phải cứu các bé mua về, chăm sóc như con cái, rồi bất lực nhìn các bé nhớ cha nhớ mẹ mà phát bệnh sắp chết. Trong rừng ở bán đảo Sơn Trà có hơn 350 loại lá, và loài vọc có thể ăn được 3.800 loại lá cây. Tất cả những loại lá cây này đều được vọc cha vọc mẹ mớm cho các bé ăn từ nhỏ để phòng chống bệnh tật, để không bị đói bụng. Thực chất các loại lá cây mà vọc ăn đều là cây quý, cây thuốc. Nó phải phù hợp với điều kiện môi trường đặc biệt, thích nghi tốt thì những cái cây này nó mới phát triển tốt được. Vậy mà các ngài ấy không biết từ trên trời xuống hay dưới địa ngục trốn lên mà muốn tàn phá thiên nhiên để làm hại loài vọc khổ đến như vậy. Xây dựng một ngôi nhà đã hủy hoại môi trường đất, nước và thực vật. Vậy mà họ tính xây dựng luôn nguyên cả một khu du lịch. Rồi loài vọc lấy gì mà ăn, mà chữa bệnh? Dần dần rồi chúng cũng sẽ chết hết mà thôi. Như hai bé bọc này đây, cho dù là Phật cũng không thể cứu được, huống chi là tiên cá. Vì Tây Un không phải là cha mẹ của chúng, Tây Un không biết cái lá cây thuốc gì cần thiết cho chúng như cha mẹ của chúng. Tây Un cũng không có sữa Phật được làm từ tinh hoa của các loài thảo dược quý, mà chỉ có sữa bò có chất bảo quản, thì làm sao có thể cứu được mấy bé bọc con này đây. Tây Un cũng không thể dùng khí công lãng phí để chữa bệnh cho các loài vật được nữa. Nó đã làm tổn hao quá nhiều năng lượng sống của Tây Un rồi. Một lần vận khí công cứu một con vật, nó tổn hao năng lượng sống bằng 10 lần tạo ra 10 em bé. Tiêu thì không bao giờ dư năng lượng để tạo ra em bé đâu các bạn ơi. Người trên thế gian này đã quá đủ rồi. Bỏ được dục tưởng là sướng, nhưng lại phải tốn năng lượng gấp chục lần để cứu chữa cho các loài vật. Bây giờ Tiêu phải để dành cái sức lực này để giúp người thường thành người cá, giữ lấy cái thân mạng này để giúp người ta tỉnh ngộ mà đừng làm những việc sai trái hủy hoại thế giới nữa. Mong muốn cứu thiên nhiên và động vật của Tiêu chưa thành công, nên Tiêu không thể lãng phí thêm bất cứ năng lượng sống nào của mình nữa. Các bạn có được khả năng cảm âm giống tiên cá đi, rồi sẽ biết mình bất lực như thế nào khi thấy chết mà không thể cứu. Có tiền không phải là có tất cả, mà có thiên nhiên mới là có tất cả. Khi nào bạn thật sự hiểu được điều đó, thì Tiêu mới có thể nhắm mắt xuôi tay rời khỏi thế giới này mà không còn lưu luyến gì nữa. Hai bé bọc vô tội, giống như trẻ em, mạng sống của chúng nhỏ bé như thế. Chúng không biết hơn thua cạnh tranh, luôn nhường nhịn và lẫn trốn loài người. Chúng chỉ cần sống với thiên nhiên thôi. Vậy mà bạn phá nhà của chúng để xây nhà cho bạn. Rồi những người mà xây dựng cái khu nghỉ dưỡng ở bán đảo Sơn Trà cũng là người tiếp tay cho việc bắt thú bán cho Tiêu chứ ai. Đã tàn phá thiên nhiên để xây dựng thì con gì mà không dám bắt, dám ăn, đúng không các bạn? Nhìn gương mặt đáng thương của mấy bé bọn này, bạn cầm lòng được không? Chúng nhìn Tiêu nói rằng: Cảm ơn các mẹ, đói bụng quá, mẹ cho con bị giết thảm lắm. cảm thấy thật đắng lòng, chỉ có thể lắng nghe nhưng không thể giúp. Vì thế giới này người thường nhiều quá. Nếu các bạn đều có khả năng cảm âm giống Tỷ U thì đây chắc là cõi trời luôn rồi. Vì không còn khổ đau, sẽ không còn phân biệt, tranh giành, thì tất cả muôn loài đều có cơ hội để tiến hóa với điều kiện môi trường thuận lợi và được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của lòng từ bi và hỷ xả. Thì con mắt thứ ba của tất cả chúng sanh ở cõi này đều sẽ mở ra, biến trái đất này thành cõi trời tiếp theo. Như các bạn đang thấy, xung quanh quả địa cầu này có rất nhiều hành tinh. Mắt người thường chắc chắn không thể nhìn thấy được sự sống trên các hành tinh đó. Như sao Hỏa đi, vẫn chưa có nhà khoa học nào tìm thấy sự sống trên đó, đúng không? Nhưng thực chất sự sống đang tồn tại ở sao Hỏa rất nhiều, vì năng lượng sống ở đó rất mạnh mẽ. Khi bạn đã xuất được thần thức của mình ra khỏi thân xác, nghĩa là xuất được năng lượng sống của mình ra khỏi bên ngoài, mới có thể nhìn thấy được năng lượng sống trên sao Hỏa. Và còn rất nhiều điều bí ẩn về vũ trụ tôi muốn chia sẻ cùng bạn. Không thể dùng mắt thường để nhìn thế giới, chỉ có thể dùng thần thức, con mắt thứ ba của mình, để thấy được bản chất sự thật của vạn vật. Đó cũng là bản tâm chân thật của bạn. Tiên, thánh, thật, chúa trời, Phật là những cái tên phân biệt chấp trước mà bạn tự đặt cho các vị ấy. Thực chất họ chỉ là một, bản tâm của họ chỉ là một, đều là chân tâm, chân thật như nhau. Thậm chí Tiêu có thể nói hai bé bọc sắp chết này đây là chúa cứu thế thì sao?
vì họ dám đến thế giới này trong hình hài của loài vật thấp kém để chịu khổ cho sự ngu ngốc của loài người, đang làm hại môi trường sống, đang làm hại bản tâm chân thật của các bạn, đang làm hại những người các bạn yêu thương. Đó cũng là tấm lòng của một vị Bồ Tát muốn phổ độ chúng sanh. Khi giải thoát trở về với thần thức của mình thì bạn hay là con vọc hay là ti un đều là như nhau, đều sẽ bị dẫn theo một cái nghiệp lực. Nếu hai bé vọc này là Chúa Trời thì chết đi thì thần thức sẽ đi về cõi Chúa. Còn nếu hai bé vọc này là một người thường đang bị đọa lạc chịu khổ thì lập tức nó sẽ chạy về địa ngục để tiếp tục chịu khổ, trả giá cho những hành động sai trái đã làm trong quá khứ. Tôi nghĩ các bạn nghe được những điều này cũng chưa chắc hiểu đâu. Chỉ có thể thành người cá tập luyện bơi lội, chú tâm vào hơi thở của mình, cho đến khi làm chủ được thân tâm ý thì mới nhận ra được. Lúc đó ma quỷ thánh thần, tiên chúa Phật gì, họ cũng sẽ đến tìm bạn, rồi rủ rê bạn đến các thế giới của họ để giúp bạn thức tỉnh. Thì lúc đó bạn mới hiểu được những gì tôi chia sẻ. Còn những ai không hiểu mà vẫn tin những lời tôi nói hôm nay thì thật sự quá là vi diệu, quá là ngược đời. Và tôi cũng chắc chắn rằng bạn không phải là người thường. Bạn đến thế giới này để thực hiện nhiệm vụ cao cả, chứ không phải để hủy hoại thế giới bằng việc giết hại động vật tàn phá thiên nhiên. Cho các bạn xem cảnh hấp hối của hai bé vọc từ giả Ti Un, rồi cảnh mẹ Ti Un đặt hộp để chuẩn bị chôn cất các bé. Gia đình Ti Un bây giờ cũng không chấp nhận việc cứu vọc nữa, vì không ai trong nhà muốn thấy cảnh tan tóc một năm cả chục lần như thế này. Một con vọc chết đi như một con người ra đi. Các bé ứa nước mắt, dùng tay nắm lấy áo của mẹ Ti Un trăn trối rưng rưng lệ, hay nắm lấy Ti Un không muốn rời xa. Và tất cả những con vọc mà Ti Un tiện về thế giới khác, chúng không hề muốn chết. Chúng rất yêu cuộc sống này, chúng rất nhớ nhà, nhớ rừng cây trên bán đảo Sơn Trà. Nhưng vì lại bị lòng tham của các bạn hại chết, rồi chúng ỉa đái dầm dìa trước khi chết. Mẹ Ti Un luôn là người phải lau dọn phân cứ hôi thối ấy, và nhìn thấy cái cảnh ly biệt đau khổ ấy không khác gì con người đâu các bạn ơi. Các ngài hãy làm ơn dừng lại hành động phá bán đảo Sơn Trà đi. Được làm người có phước báo lớn như vậy, có được quyền lực và địa vị, phải tu thân tích đức hàng ngàn kiếp mới có được, sao lại có thể phung phí hủy hoại trong một kiếp dễ dàng như vậy. Xin hãy làm ơn nghĩ đến thế hệ con cháu của Việt Nam. Tôi cũng hết tiền cứu động vật rồi, tôi đã làm rất nhiều website và phần mềm 6 năm qua. Bây giờ khách hàng cũng đã quá tải rồi, không ai còn muốn làm web nữa. Rồi Ti Un cũng đã tha thứ cho những người hại Ti Un mua động vật sắp chết về rồi. Nên các người cũng từ bỏ lòng tham của mình luôn đi, để cho loài vọc quý của Việt Nam mãi mãi trường tồn. Các bạn thấy bé vọc này chết như thế nào? Giống như một em bé đúng không? Đó là lý do mà Ti Un không bao giờ tiếc tiền để cứu loài vọc. Tôi có thể mắc nợ, nhưng có tiền là tôi sẽ cứu. Bởi vì nhìn nó quá giống như con người, quá giống như anh chị em của chúng ta, như một đứa bé vô tội, không thể không cứu được các bạn ấy. Vậy mà các bạn có thể bắt nó để làm đồ chơi, giết nó để ăn thịt. Các bạn à, tại sao đã có thể đối xử với loài vật bất bình đẳng như vậy? Xin làm ơn, xin làm ơn đi nha, đừng hại loài vật nữa. Từ thời nguyên thủy, chúng ta sinh tồn được là nhờ loài vật, bởi vì chỉ có học hỏi theo loài vật, chúng ta mới biết dùng lá cây để chữa bệnh tật. Vượn là loài ăn trái cây, và khỉ là loài ăn động thực vật. Chúng ta phát triển đến hôm nay đều là nhờ học hỏi các vị anh em khỉ vượn vật. Chúng ta tình cờ kết hợp được ba loại thức ăn từ lá cây, trái cây và thịt động vật, thì được tiến hóa thành loài người do phát triển được chuỗi thức ăn phong phú, thành loài ăn tạp có đủ cảm xúc. Nhưng cho dù có tiến hóa đến đâu thì bản tâm chân thật của chúng ta
và các loài vật đều như nhau, đều bình đẳng, đều chân thật bất hư. Loài người và loài vật khi đã thức tỉnh đều có thể thành tiên, thánh, thần, chúa, Phật, trở về được với bản tánh thuần thiện, thuần tịnh của mình. Chính vì lẽ thế mà loài người và loài vật đều như nhau. Chỉ vì điều kiện thức ăn và môi trường thay đổi, chúng ta mới có hình tướng khác nhau. Hiểu rõ như vậy, bạn sẽ thấy tất cả loài vật đều có chung một bản thể. Là anh chị em cha mẹ của mình thì nỡ lòng nào lại có thể ăn thịt họ, làm hại họ một cách dễ dàng như vậy. Hôm nay bạn làm hại loài vật, trong tâm của bạn đã có ý niệm tội lỗi về loài vật. Chắc chắn khi chết đi, bạn sẽ sinh ra kiếp vật, giống như chú vọc đã chết được Tiêu Ôn cứu đến phút cuối cùng. Bởi vì Tiêu muốn gieo duyên đến tương lai của bé vọc ấy, rằng hãy nhớ những ký ức tốt đẹp về loài người, về gia đình của Tiêu Ôn hôm nay, mà hãy khởi niệm thành loài người giống Tiêu Ôn, cứu lại những người khác, cứu lại những loài vật khác. Tiêu Ôn muốn bé vọc sẽ được đầu thai lên làm một cái kiếp người lương thiện, chứ không phải để bị người khác mua về làm hại rồi chết đi dục vô thùng rác. Có một ý niệm tội lỗi về cái ác của loài người, chắc chắn bé vọc sẽ đầu thai trở thành một đại ác nhân, làm hại lại môi trường và thiên nhiên và động vật nữa. Nên Tiêu Ôn luôn muốn cứu loài vật là vậy. Còn nếu bé vọc may mắn hơn, có trí tuệ, hiểu biết Phật là ai, Chúa là ai, có duyên được với vị nào thì đi về cõi của vị ấy, để được có một cái kiếp sống tốt hơn. Chứ ở thế gian này khổ lắm, người ta mới có câu đời là biển khổ. Nhưng thế gian này có một cái luật rất là hay, đó là luật nhân quả. Làm việc gì sẽ được việc ấy. Như bạn làm việc của Chúa thì bạn sẽ theo Chúa, bạn làm việc của quỷ thì sẽ theo quỷ, làm việc của tiên cá thì sẽ theo tiên cá. Khi đã thành tiên cá, nghĩa là bạn sẽ mở được con mắt thứ ba của mình, thì muốn đến thế giới nào cũng được, không cần phải để về một thế giới nào đó, vì đó cũng là tạo ra cái sự phân biệt không tốt. Nên làm tiên cá chúng ta sẽ ở một cái đạo giữa giữa, gọi là trung đạo. Đến đâu cũng được, cái gì cũng nên biết. Niết bàn ở riết cũng chán, thiên đàng hưởng thụ hoài cũng muốn đi, Atula đánh nhau hoài muốn vô coi Smackdown cho biết. Địa ngục thấy khổ làm vui, ghé chơi cho có kinh nghiệm xương máu, rồi lại đi nơi khác. Muốn thành tiên cá thì bạn sẽ làm được như vậy. Nỗi khổ thế gian là nỗi khổ của bạn, nhiệm vụ của bạn là cứu thiên nhiên và động vật. Đơn giản thế thôi, động vật cũng như con người mà, tất cả đều như nhau, thì tại sao phải phân biệt, đúng không? Tiền thể Tiêu cũng muốn đệ tử người cá của mình kêu gọi việc bảo vệ loài vọc, thì có một cái chương trình gọi là siêu sao tài năng nhí. Đây là bạn người cá Mimi, đệ tử của Tiêu, bạn ấy tham gia với mục tiêu là lấy được 500 triệu từ cái chương trình này. Các bạn lên trên cái Facebook của Tiêu đó, trên cái fanpage Tiêu đó, các bạn nhấn vô cái link này nè, các bạn hãy ủng hộ bạn người cá Mimi lấy được 500 triệu. Chỉ việc đơn giản là chia sẻ cái bài viết này, chia sẻ, nhấn vô đây chia sẻ và nhấn thích, để bạn người cá Mimi trở thành người có được nhiều bình chọn cao nhất nha, để bạn ấy có thể lấy được cái giải thưởng 500 triệu này. Nếu mà lấy được thì bạn ấy sẽ giúp Tiêu dùng cái số tiền đó để cứu loài vọc đó các bạn nha. Các bạn hãy ủng hộ bạn người cá Mimi thử nha. Tiêu muốn thấy là các bạn thật sự muốn giúp cho loài vọc được cứu, thì Tiêu cho dù không có thắng được cái giải thưởng này, nhưng Tiêu chỉ cần thấy là có động lực từ các bạn thì Tiêu sẽ cố gắng làm hết mình để bảo vệ loài vọc. Chứ còn bây giờ việc Tiêu làm không ai ủng hộ, để làm mọi cách, để suy nghĩ mọi cách cứu thiên nhiên và bảo vệ động vật, để chăm sóc động vật, để giúp các em ấy có được cuộc sống tốt. Nên những cái cơ hội mà cứu được bất cứ loài vật gì, Tiêu cũng làm hết mình. Như bạn người cá Mimi đệ tử của Tiêu, bạn ấy muốn giúp Tiêu cứu loài vật, nên các bạn hãy giúp Tiêu bằng việc nhấn thích và chia sẻ, được không các bạn? Các bạn làm được đúng không? Vậy nha.